Ếch hương là loài ếch đặc biệt quý hiếm, có giá trị ẩm thực và kinh tế cao. Ếch hương Mẫu Sơn chỉ sống ở trên các hàng hốc, vách đá, khe suối, nước lạnh quanh năm thuộc vùng núi Công Mẫu Sơn ở độ cao trên 1.000 mét. Thức ăn chính là côn trùng, mùa sinh sản vào tháng 5, tháng 6. Một con ếch trưởng thành có trọng lượng từ 4 đến 5 lạng. Tính đến nay, tại các tỉnh miền Bắc, chỉ có Lạng Sơn có giống ếch này. Loại ếch này còn có tên gọi khác, đó là ếch thương, vì ức của nó có lớp gai màu tím. Chỉ cần chạm nhẹ tay vào lớp gai này, ếch sẽ tự khoanh tay lại. Nhìn bề ngoài, ếch hương không khác gì các loại ếch thông thường. Chúng có khả năng biến đổi màu sắc để trốn tránh kẻ thù và theo sự biến đổi của thời tiết, môi trường sống. Chân và ngực loại ếch này còn có gai để bám vào vách đá khi leo trèo. Tuy nhiên, cặp đuôi của ếch hương béo mập lớn hơn hẳn ếch đồng. Nếu ếch đồng chỉ nặng trên dưới 100 gram một con, thì ếch hương có con nặng tới gần 500 gram một con, đuôi to như đùi gà ri. Ngày xưa, ếch hương là một đặc sản dùng để cống nạp lên vua chúa. Mỗi năm, người dân địa phương phải săn bắt ếch hương để dâng lên triều đình. Mỗi tháng, người dân phải cống nạp khoảng 3 lần, mỗi lần khoảng 1 tạ ếch. Nếu còn thừa, thì người dân mới được thưởng thức. Ngày nay, ếch hương cũng khá hiếm. Khi bắt được, người dân thường đem bán chở khách du lịch. Chỉ những dịp đặc biệt, có khách quý hoặc nhà có người ốm, phụ nữ vừa sinh con, họ mới giữ lại để chế biến thành các món ăn cho gia đình. Ếch hương, hay trước đây người ta gọi là ếch tiến vua. Nó là một cái đặc sản mà trước đây người dân tìm được, người ta cũng không được ăn đâu, người ta phải mang về cung cấp cung tiến cho những cái quan chức chính quyền địa phương thời phong kiến, và đặc biệt là khi vua vi hành thì người ta thường đã là một cái sản vật để mà tiến vua, người ta gọi là ếch tiến vua. Cái ếch hương này ấy, thì có một cái đặc biệt, đó là nó chỉ sống ở trong những cái khe lạch trên núi cao, bám ở trong những sườn đá hay là những cái đồi đất giáp với lại núi đá, trong có khe nước. Ếch hương này thì do cái điều kiện sống như vậy thì ếch hương này đã có một cái đặc tính của nó là một cơ thể rất khỏe chắc, ăn nếu như chúng ta chế biến đúng thì ăn rất là thơm giòn ngon. Và ếch hương thường là người ta làm những cái món ví dụ như là nấu măng chua này, rồi là ếch hương ếch nướng này, rồi là ếch om với lại một số cái gia vị khác này, thì đấy là một cái đặc biệt mà ếch hương này thì rất hiếm. Thịt của ếch hương có mùi thơm đặc trưng, không tanh như ếch đồng. Người Dao thường chế biến ếch hương thành các món như ếch hương chiên giòn, ếch hương nấu măng chua, lẩu ếch hương tẩm bột sán, xào xả ớt, nấu cháo, ếch hương hầm thuốc bắc, hấp cay thủy. Trong đó, ếch hương nấu với măng chua, loại măng tre mọc tại vùng núi Mẫu Sơn, là món ăn được chế biến nhiều hơn cả. Chỉ từ 2 đến 3 con ếch hương bắt được tại khe suối hoặc các lạch nước lạnh, sau đó rửa sạch, bỏ ruột, cho vào chảo đảo vàng. Rồi dùng măng chua ủ trong thùng vài 3 tháng, cho vào sau cùng thịt ếch, thêm gia vị. Sau khi thịt ếch mềm, cho thêm 1 đến 2 bát nước là đã có một bát ếch nấu măng chua thơm ngon, bổ dưỡng.
Ếch hương ở trên Mẫu Sơn này chủ yếu là ở những khe khe đá mới có. Còn thường đi bắt ấy thì là mấy lần đi bắt được khoảng 2 cân này. Về chế biến chủ yếu về chặt về xào là với măng chua là món ăn đặc sản của Mẫu Sơn. Này chủ yếu xào với măng chua thì nó khử hết mùi tanh. Món ếch này chế biến làm ấy thì món lấy về xào khô này. Mình lấy về trao lên nó hẳn cả con ấy, vàng nó thơm. Có thể thấy, cách chế biến này của người Dao khá đơn giản, nhưng chính cách kết hợp thịt ếch với măng chua cùng nhiều loại gia vị để cân bằng âm dương trong quy tắc ẩm thực đã nâng tầm món ăn dân dã có từ xa xưa thành món đặc sản thơm ngon, bổ dưỡng. Ếch hương cũng như một số loại ếch khác thuộc họ ếch nhái. Về hình dáng, ếch hương không khác nhiều so với ếch đồng, nhưng về giá trị dinh dưỡng, ếch hương lại hơn hẳn ếch đồng. Thịt ếch hương có màu trắng, nạc, ngon như thịt gà. Trong thịt ếch có nhiều protein, chất béo, đường, canxi, phốt pho, kali, natri, sắt, đồng, magie, kẽm, selen, vitamin A, vitamin nhóm B, D, E. Cụ thể trong 100g thịt ếch hương có 200g protein, 1,1g lipid, 3,9g tro, 22mg canxi, 159mg phốt pho, 1,3mg sắt, 0,04mg vitamin B1, 2,1mg vitamin PP, cung cấp cho cơ thể khoảng 92 kilocalo. Theo đông y, ếch hương có vị ngọt, tính lạnh, vào kinh tỳ, vị, bàng quang, không độc. Nó có công dụng bổ ti vị, trị lao, nhiệt, hư phiền, trẻ em lở ngứa, trị phù thủng. Trong dân gian, ếch hương thường được dùng làm thuốc trong các trường hợp trẻ em bị cảm tích, bụng ỏng, còi xương, suy dinh dưỡng, phụ nữ sau sinh bị phù, sức khỏe kém, da mặt vàng sạm. Bệnh nhân lao phổi lâu ngày, các bệnh viêm loét miệng và họng do nhiệt. Chữa suy nhược ở trẻ em, đầy bụng, ăn không tiêu. Thịt ếch hương rửa sạch, bỏ đầu, nội tạng, chặt thành miếng, ướp gia vị cho vừa ăn. Gạo tẻ, vo sạch, cho thịt ếch và gạo vào ninh nhừ thành cháo, thêm hành, gia vị vừa vặn, ăn nóng. Ăn liền 3 đến 5 ngày. Bồi dưỡng khi yếu mệt, uống dậy. Ếch hương làm sạch, chặt nhỏ, tẩm bột, tỏi, ớt, bột ngọt, đường muối. Cho dầu hoặc mỡ vào chảo, đem rán cho nhỏ lửa, thật chín vàng. Hoặc thịt ếch làm sạch, chặt nhỏ, đem xào với hành tây. Ăn nóng trong bữa cơm, cách ngày ăn một lần, ăn từ 5 đến 7 ngày. Chữa trẻ da mồ hôi trộm, ngủ không ngon giấc,
lười ăn. Thịt ếch 100g, sa nhân bột 30g, lá sen tươi 1 lá, gia vị vừa đủ. Thịt ếch trộn với bột sa nhân, bột gia vị, gói vào lá sen, cho vào lồng hấp, trừng chín, bỏ lá sen ra để ăn thịt ếch. Ăn nóng trong 7 đến 10 ngày. Chữa mụn nhọt mùa hè. Thịt ếch 100g, lá sen tươi 1 lá, gạo tẻ 150g. Thịt ếch cùng gạo tẻ ninh nhừ thành cháo. Dùng lá sen úp lên cháo, tắt lửa để nguội. Ăn nóng trong 5 đến 7 ngày.